Chân dung vua súng Việt Nam, Thiếu tướng Trần Đại Nghĩa. Ông Trần Đại Nghĩa sinh năm 1913, mất năm 1997, là một giáo sư, kỹ sư quân sự, nhà toán học, Thiếu tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam, người đặt nền móng xây dựng ngành khoa học kỹ thuật quân sự và công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Ông tên thật là Phạm Quang Lễ, sinh ngày 13 tháng 9 năm 1913, trong một gia đình nhà giáo nghèo tại xã Chánh Hiệp, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Mồ côi cha lúc 6 tuổi, ông được mẹ và chị gái Tần Tảo nuôi dưỡng cho ăn học. Giữa năm 1933, ông Phạm Quang Lễ thi đỗ đầu hai bằng tú tài Việt và tú tài Tây. Nhưng vì nhà nghèo không có tiền đi học tiếp, ông Phạm Quang Lễ quyết định đi làm giúp mẹ và chị nuôi chí lớn chờ thời cơ. Sau 2 năm làm việc tại Đại sứ quán Mỹ, ông gặp nhà báo Dương Quang Ngưu, người đã giúp ông có được học bổng du học tại Pháp. Năm 1935, ông đi du học Pháp và tốt nghiệp kỹ sư cử nhân toán học tại trường Đại học Bách khoa Paris, Đại học Mỏ, Đại học Điện, Đại học Sorbonne, Đại học Cầu đường Paris. Sau đó, ông ở lại Pháp làm việc tại trường Quốc gia Hàng không Vũ trụ. Năm 1942, ông sang Đức làm việc trong xưởng chế tạo máy bay và viện nghiên cứu vũ khí. Từ bỏ thiên đường mơ ước, trở về Việt Nam tham gia cách mạng. Tháng 5 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh qua Pháp thương thuyết với Bộ trưởng thuộc địa Pháp. Ông cùng với kỹ sư luyện kim Võ Quý Huân, bác sĩ Trần Hữu Tước theo Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước. Ông tham gia chế tạo vũ khí cho quân đội trên núi rừng Việt Bắc. Ngày 5 tháng 12 năm đó, Hồ Chí Minh đặt tên ông là Trần Đại Nghĩa và trực tiếp giao cho ông làm Cục trưởng Cục Quân giới, nay là Tổng cục Quân công nghiệp Bộ Quốc phòng Việt Nam. Năm 1948, phong quân hàm Thiếu tướng, Giám đốc Nha nghiên cứu quân giới, nay là Viện Khoa học và Công nghệ quân sự. Trong quân đội, ông từng giữ chức Cục trưởng Cục Pháo binh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần vào năm 1966, Phó chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật. Vào thời điểm đó, quân đội Việt Nam rất thiếu thốn về vũ khí, phải dùng vũ khí cảm tử như bom ba càng để đánh bom xe tăng Pháp. Với kiến thức tích lũy trong 11 năm học tập ở nước ngoài, tháng 11 năm 1946, kỹ sư Trần Đại Nghĩa cùng các cộng sự bắt tay nghiên cứu vào chế tạo súng đạn chống tăng Baroka để bộ đội Việt Nam có vũ khí chống xe tăng và lô cốt của địch. Sản phẩm hoàn toàn đạt yêu cầu, tương đương tính đạn Baroka của Mỹ. Baroka Việt Nam bắt đầu chiến đấu vào ngày 2 tháng 3 năm 1947. Với 10 quả đạn và 3 khẩu súng chuyển về trung đoàn thủ đô do tướng Vương Thừa Vũ chỉ huy, đã bắn cháy 2 xe tăng của Pháp tại Chùa Trầm, Quốc Oai, Hà Nội. Đến tháng 4 năm 1947, súng Baroka bắt đầu sản xuất hàng loạt và gửi đi chiến trường. Sau đó, ông tiếp tục nghiên cứu chế tạo súng không giật SKZ cỡ 60 ly. Súng SKZ 60 là loại vũ khí công đồn nặng khoảng 26 kg, có thể tháo rời để mang vác, đầu đạn nặng khoảng 9 kg, có thể xuyên thủng bê tông dày trên 60 cm. SKZ-60 là lần đầu tiên công phá bong ke kiên cố của Pháp trong chiến thắng Phố Ràng, Phố Lu của trung đoàn thủ đô đại đoàn 308 trong chiến dịch Lê Hồng Phong cuối năm 1949. Sau khi hòa bình lập lại ở miền Bắc, ông được chuyển sang lĩnh vực dân sự, giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp nặng, Ủy viên Ủy ban Khoa học Nhà nước, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thiết kế Cơ bản, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước, Viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam năm 1975, Chủ tịch đầu tiên của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, nhiệm kỳ từ năm 1983 đến năm 1988, đại biểu Quốc hội khóa 2 và khóa 3. Ông được phong quân hàm Thiếu tướng trong đợt đầu tiên vào năm 1948. Ông đã được trao tặng huân chương Hồ Chí Minh và danh hiệu Anh hùng lao động. Tại Đại hội Anh hùng lao động và Chiến sĩ thi đua toàn quốc đầu tiên vào năm 1952. Năm 1996, ông được nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1 về công trình nghiên cứu và chỉ đạo kỹ thuật chế tạo vũ khí Baroka, súng không giật và bom bay. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp từ năm 1945 đến năm 1954, các công trình nghiên cứu của ông được quốc tế đánh giá cao, được ứng dụng rộng rãi trong quân đội nhân dân Việt Nam và là nỗi kinh hoàng của quân đối phương. Năm 1966,
ông được bầu làm viện sĩ nước ngoài của Viện Hàn Lâm Khoa học Liên Xô. Những năm cuối đời, ông cùng gia đình trở về quê hương miền Nam sinh sống tại quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Ông mất vào 16 giờ 20 phút ngày 9 tháng 8 năm 1997, hưởng thọ 84 tuổi.